Hỏi quay em được không anh, là quay liền chứ đâu có bỏ được. Rồi bánh bò nhiêu cái? Cái 5.000 à. Một chai 10.000 ha, rồi lấy cho em hai chai đi. Cuối cùng trốn ở đâu tôi cũng ghi hình được rồi đó. Đâu dễ gì trốn được ông Kiên. Kiên Giang. An Giang có em gái áo đen là ba chút ha. Wow. Có cái cầu. Và hành trình tiếp theo của kênh Gió Phương Nam là đang ở Miếu Bà Châu Đốc, An Giang. Giờ này là 16 giờ rồi. Gió Phương Nam định cùng bé Ngọc leo núi. Bé Ngọc nó ngủ hôm nay là bây giờ mình sẽ leo lên trên núi kia. Tối kia mình sẽ xuống quay chùa Bà. Nhưng mà trước khi đi lên núi mình cũng sẽ quay một số khung cảnh về buổi chiều của bà con bán ở gần Miếu Bà đây. Dài dài bên kia cũng khá nhiều. Ngày hôm nay là ngày rằm. Do mình đi ngược ánh nắng mặt trời, không biết là bà con có thấy trong clip mình như thế nào không. Mình chói quá mình cũng không nhìn rõ nữa. Đây những người mua hoa để cúng bà. Và trước khi đi lên núi mình sẽ mua hai chai thốt nốt. Thốt nốt này là bán nhiêu chai? Một chai 10.000, rồi lấy cho em hai chai đi. Dạ. Đấy, bây giờ mình đi lên núi là mình phải mua thốt nốt đem theo để dành uống. Có một cái kinh nghiệm là khi mình leo núi mệt á, mình uống nước thốt nốt nó rất là khỏe, do nó có chất đường. Chai 10.000 vàng để mất tiền ra. Ngoài ra chị cũng có bán cái chè thốt nốt ha. Này có gông biển nữa nè, có sâm nữa nè ha. Wow. Đây 20.000, rồi bánh bò cũng của chị bán luôn hay gì? Dạ của anh kia bán. Bạn quay sơ cái luôn ha. Chả bọng cà na rồi, nãy cà na em mua rồi. Dài dài ở đây người ta bán cũng khá đông. Thôi bây giờ mình sẽ đi hướng về chùa Bà và hướng lên núi. Giờ này còn nắng nên người ta đi ít, có thể là tối nay người ta sẽ đi đông. Giờ này bà con mình hôm nay do ngày rằm tháng 7 nên bà con mình bán khá đông. Dạ. À bán đắt nhất luôn á cô. Khoan quay lại coi cô này bán cái gì. Bữa nay là bán đắt nhất nữa hả cô? Bán mấy cây sâm. Dạ. Hồi nãy con quay ở chùa Bánh Xèo cũng có mua sâm rồi, thôi mua tiếp cô rồi. Bánh bò hả? Rồi bánh bò nhiêu cái? Cái 5.000 à. Rồi bây giờ không có tiền lẻ sao không biết còn túi nhiêu tiền nữa. Còn nhiêu thì chẳng khó. Khoan. Cầm mấy Ngọc. Cầm mấy Ngọc. Khoan để coi còn tiền lẻ trong đây không. Cầm luôn cái điện thoại. Dạ cả na em mới mua rồi. Thôi bây giờ còn có 20.000 hả? Lấy làm sao đủ 20.000 nữa. Wow, mấy cái bánh nè nhìn ngon quá. Rồi cảm ơn nhiều luôn. 5 bánh 20 mãi vô này. Đưa đây, đưa sách, đưa hai chai cầm cho. Trái hồng quân hả, bỏ vô túi. Cái hành trình bây giờ thôi mình tạm biệt nha. Chúc chị mua may bán đắt nha. Rồi. À. Gỗ Hồng Quân mà vác lên núi mệt à. Đến đi lên núi chơi. Wow. Cái dài dài lên trên kia. Cũng là mấy chị bán bánh bò, bán bánh hồi nãy mình cũng mới mua rồi.
rau răm. Dài 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 ở đây là bán đồ nè mọi người. Thôi chắc có thể là tối nay mình sẽ xuống đây mình quay chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ quay cái đoạn đường lên núi, đi lên núi chơi, rồi chiều chiều tới tối mình sẽ đảo xuống đây. Và cái hành trình bắt đầu leo núi. Hôm nay rằm cái ở đây mình có cúng chè xôi, cúng cái đường đoạn đường lên núi mình nha. Thôi bây giờ mình sẽ tiến lên phía trên. Đoạn đường còn xa quá. Tốt trên kia luôn hả? Ngọc nó leo tốt lên trên kia luôn. Thôi tiếp tục đi thôi, mới đi một chút xíu thôi là cảm thấy có cái gì đó gọi là tăng tăng hai cái chân rồi. Đưa mấy người đẹp mình lên phim luôn nè. Dạ đưa lên YouTube, vô tình đi chung với đoàn mình thôi. Wow, đang quay phái đoạn lên cái thấy phái đoạn nhìn xuống. Dạ, rồi chào mấy cô nha, mấy cô đi vui vẻ không? Dạ rồi, cảm ơn mấy cô. Về con chúng 2-3 tấm đặc biệt luôn. Đi núi mà chúng 2-3 tấm đặc biệt đi hoài luôn đó. Bạn nói chuyện vui quá. Rồi mình sẽ đi lên. Đi được một đoạn rồi. Rồi tới cái khu vực này, vách đá hai bên, cây cối tùm mát mẻ quá. Wow, Ngọc nó bỏ mình nó đi trước luôn rồi. Mình và bé Ngọc đã bắt đầu thấm mệt, mới leo được nửa núi thôi, mới khám phá nửa núi thôi, bây giờ phải ngừng lại bổ sung năng lượng bằng hai cái chai nước thốt nốt mới mua hồi nãy dưới chân núi nè. Đi hết nổi rồi, nghỉ một chút xíu mình sẽ đi lên trên nữa. Kinh nghiệm á, kinh nghiệm đi núi của mình á, nên mua những chai thốt nốt như thế này. Khi mình đi mệt, mình uống thuốc nước thốt nốt vào thì nó sẽ bổ sung chất đường, bổ sung đường trong máu mình, tránh tụt huyết áp, rất là khỏe. Hình ảnh của những cái cáp treo từ chân núi chạy lên. Đi tới đây mà con Ngọc nó đã bị tưng tửng, nó mệt quá, nó múa luôn. Quay đi lên nè. Hành trình của hai người đi giờ này là 5:30 rồi. Người ta đi xuống còn mình đi lên. Một cái cảm giác thật là ngộ nghĩnh. Đi cảm giác sao Ngọc? Nó mệt nhưng mà nó khỏe hả? Rồi, bây giờ đi lên cái wheel này. Này cao hả? À, cao thì đi lên cao đi. Nó nói khúc này cao quá. Nhưng mà không sao. Không có gì ngăn cản được hết. Wow, khoan, mình sẽ đi lại cái chỗ này. Chỗ này, cái quán này người ta có thể là bỏ rồi, không còn kinh doanh nữa. Khoan đi từ từ. Không biết cái này có mục không. Từ từ, không có nên dựa vào những cái cây nha. Ở trên này mình có thể nhìn xuống, phía dưới là cái điểm để cáp treo chạy lên. Wow, đi lên tới này là thấy đã quá. Và bên đây là miễu bà, miễu bà chúa xứ núi Sam.
view từ trên nhìn xuống đây đẹp quá. Mình lên cũng gần lên đỉnh rồi. Đi nãy giờ nghỉ mệt đó mọi người. Nghỉ mệt nên là nó khá lâu. Phải đi với Ngọc mình không có đi nhanh được, cho nó nghỉ mệt. À, xa xa kia là đồng bằng, khu vực cáp treo nhìn đẹp quá ha. Wow. Nghe đâu là giá nó 90 ngàn một người một quận. Còn lên xuống là 150. Một con mèo méo méo nó đang ngồi đây chờ đợi ai đây. Miêu miêu miêu. Miêu miêu miêu. Miêu. Hiền quá mẹ. Miêu. Oh, dễ thương quá. Thôi, cũng gần lên tới trên rồi. Giờ tiếp tục đi lên. Bye bye con mèo. Đi lên trên. Sau một hồi vất vả bây giờ đã lên. Gần lên tới đỉnh rồi. 200 mét đây. Mọi người thấy. Để cái bảng. Đường lên đỉnh 200 mét. Hy vọng cái đường bằng phẳng hồi nãy. Tới bây giờ. Mình với Ngọc. Đi toàn là những cái dốc đứng không. Bây giờ nó mệt nó ngồi. Nó hết nhảy múa rồi mà nó ngồi luôn rồi. Rồi nó bị củn luôn. Sau những lần mệt là nó đã bị củn. À, cái đường dưới này thật sự là quá treo leo và quá dốc, nó quá thẳng luôn. Nhiều đoạn như vậy chứ không phải một đoạn này đâu nha. Trên đoạn đường đi vắng quá mình không thể quay. Giống như là một cái hồ. Ồ, có cá dưới nữa kìa. Nước mưa cái nó động chứ. Ô, trong đó hình như có cái hang gì á. Không, hình như này nó khoe đá nó khuyết vô này giống như cái hang vậy đó. Có cá chê, cá người ta thả người ta nuôi á. Nên người ta xây dòng thành lên hết nè. Đó. Xây dòng thành hết rồi. Đúng không? Và đây là cái trụ cáp treo gần trên đỉnh đầu mình thôi. Cách khoảng 10 mét thôi. Đó, cáp treo đã chạy lên. Wow. À, zoom lại. Đường đi lên núi thì con Ngọc nó không chịu đi mà nó kêu qua bên đây nè đứng chụp hình mới chịu nè. Nó nói cái view này chắc đẹp lắm luôn. Nhưng mà không biết như thế nào, qua đây xem coi. Đừng có đứng treo leo quá nha. Rồi view này không đẹp rồi. View này chỉ thấy được đá thôi. Đá và cáp treo thôi chứ không có gì đặc sắc. Lên trên nữa kìa. Đó. Chỉ thấy như vậy thôi. Ở đây có vùng đồng bằng quay cho bằng mọi người coi. Quay cho mọi người coi hả? Bên kia là đất nước của Campuchia. Phía bên xa xa kia một cái con kênh, cách một con kênh là đất nước của Campuchia. Kênh Vĩnh Tới. Và bên này là của Việt Nam. Hai cáp treo chạy đối đầu. Chả thấy có người nào đi luôn, cáp treo chạy không luôn. Thực sự chả có cái gì để quay vào buổi chiều này hết á mọi người. Nhưng mà tại vì con Ngọc nó cương quyết nó đi lên. Nó nói là để cho nó chinh phục cái đỉnh núi Sam này. Nó muốn chinh phục bản thân nó. Rồi đi lên trên đi. Đường này mới khó hả? Đi cẩn thận nha. Không có gì làm khó được nó hết. Cố gắng cẩn thận. Tính ra mình đi thua con chó nữa kìa. Con chó nó đi nó có dịnh cái gì đâu. Rồi đi lên trên. Wow, cái đường này nó hẹp nè. Rồi bắt đầu chinh phục. Đi cẩn thận mới được ha. Nó nói đi cẩn thận mới được. Đi quanh kia luôn.
Và thế là cũng đã đến những gì cần đến. Con đường bằng phẳng đi tới chỗ cáp treo. Ôi, con Ngọc nó nói nó sợ độ cao, nó không chịu đi cáp treo. Như vậy là cái đoạn đường xuống sẽ còn đầy hiểm trở gian truân. Giờ này là 6 giờ tối rồi, xuống chắc tới hù luôn rồi, sắp đi lên tới đỉnh rồi. Đi những cái bậc thang như thế này. Mấy năm trước thì mình đi không có cái đền Quan Âm này, nhưng hôm nay mình đi lại có đền Quan Âm, được xây dựng rất là đẹp, một cái phong cách chùa chiền cổ kính. Tại vì bây giờ nó phát triển du lịch rồi mọi người, nên là phải phát triển hơn thôi. Đó là khu vực cáp treo, mấy con cá được vẽ trên đá ha. Mình sẽ đi lên cái đoạn đường này nữa là đi lên tới trên rồi. Cảnh trí này tạo nên một cái phong cách đẹp để mình chụp hình được nè. Wow, cái ngôi chùa có cái cây cầu. Ngọc lên lên chụp hình đi Ngọc. Đi lên cái đứng trên cầu, khoan để cho người ta chụp xong đi ha. Cho ta chụp xong đi cái mình đi lên cầu mình chụp hình. Một cái view tuyệt đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi lên trên. Nãy giờ tưởng đâu uổng công, không có chỗ trên này không có đẹp, nhưng mà không ngờ đi lên trên này cảnh trí đẹp quá, dễ chụp hình nữa, dễ view nữa. Wow. Wow, thác nước suối vàng. Đây, vậy đây mình quay thác nước suối vàng. Bên đây là thác nước suối vàng. Wow, đẹp quá. Cảnh trí thật là đẹp. Vui không? Làm cái cảnh nước chảy từ trên thác đá xuống. Wow. Từ trên thác đá xuống. Đẹp quá. Quá đẹp luôn, cái view quá trời đẹp luôn. Tạo mấy cái bông, mấy cái này nó tạo mấy cái bông giả nè. Ôi, nhìn đẹp quá. Sáu giờ mấy tối rồi, mình đã lên tới trên đỉnh. Không uổng công những cái view mà mình lặn lội, mình với Ngọc lặn lội lên trên này. Thật sự là quá đẹp. Tiếc rằng cái tường này nó xây cao quá. Mình nếu mà những người thấp người á là đứng là bị nhón ha. Đây. Quá đẹp, giống như bảy sắc cầu vồng. Hỏi quay em được không anh, là quay liền chứ đâu có bỏ được. Bây giờ nếu mà có đường truyền thì anh sẽ gửi, còn mấy em lên clip kênh Gió Phương Nam coi. Cho lên clip luôn. Mấy bạn trẻ mình đi chơi ha. Mình ở đâu tới đây ha? Kiên Giang, An Giang, có em gái áo đen là Ba Chúc ha. Rồi, hy vọng mấy bạn lên trên kênh Gió Phương Nam sẽ thấy hình ảnh mình nha. Gió Phương Nam. Rồi, cảm ơn. Rồi, chào mấy bạn. Thank you.
quay cái hướng cái micro về hướng trên kia được. Lý do là đang phát nhạc mình sợ dính bản quyền. À, cuối cùng cũng lên được chinh phục được cái khu chỗ này và cũng tình cờ gặp được một số bạn trẻ mới vừa bay live cam thật là đẹp. Wow. Hello. Chào hai em gái xinh đẹp. Cho hai em gái xinh đẹp lên clip luôn. À, lên cái view này nhìn xuống dưới đẹp quá. Nhìn sang trái, nhìn sang trái. Đấy, quay cái ngại quá đi luôn hả? Hello, xin chào. Hay là chắc ăn là đi chung một nhóm luôn rồi. Trốn luôn. Đâu là lên đây là cô thân độc mã trên này rồi, nhưng mà không ngờ giờ này 6 giờ rưỡi rồi mà cũng vẫn còn các bạn trẻ lên đây để check in, đẹp quá. Cuối cùng mình cũng đã đi lên tới trên đây và thực hiện được những cái gì như mong muốn. Quá đẹp luôn. Cuối cùng trốn ở đâu tôi cũng ghi hình được rồi đó. Đâu dễ gì trốn được ông kia. À, mọi người ơi, chắc cái clip của mình và Ngọc đến đây xin được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Mọi người đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh mình để là người đầu tiên xem những video clip kế tiếp nha. Xin chào.